Xin kính chào tất cả quý phụ huynh và các học sinh đang xem bài giảng online của kênh Mít Hạnh. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đi vào bài 35 trang 40. Đó là bài luyện tập ở trong quyển vở bài tập toán lớp 1 nhé. Cũng như các video trước, sau khi xem video bài giảng, để ủng hộ cho cô thì các em hãy nhớ like video bài giảng, chia sẻ video giúp cô. Bạn nào chưa đăng ký kênh thì chúng ta hãy nhấn nút đăng ký và nhấn vào biểu tượng hình quả chuông ở phía dưới góc phải màn hình đấy. Để chúng ta tiếp tục cập nhật các video mới khi có bài lên kênh. Bây giờ quay vào bài, chúng ta sẽ có bài số 1. Ở đây chúng ta có một cái nơi này, thêm một cái nơi nữa. Như vậy phép toán của chúng ta ở đây là 1 cộng 1 bằng 2. Con sẽ ghi phép toán 1 cộng 1 bằng 2. 1 cộng 1 bằng 2 thì cái phép toán ngược lại là các em lấy tổng là 2, các em trừ đi 1. 2 trừ đi 1 thì nó sẽ bằng 1. Sang hình thứ hai, phía trên này chúng ta có hai con bướm. Phía trên này chúng ta có một con bướm này, phía dưới này chúng ta có hai con bướm. Như vậy tổng của chúng ta thì em lấy 1, em cộng thêm 2 thì sẽ bằng 3. Như vậy các con sẽ có phép toán là 1 cộng với 2 bằng 3. Hoặc cũng có thể viết là lấy 2 này, lấy hai con bướm phía dưới chúng ta cộng thêm với một con phía trên là lấy 2 cộng 1 thì cũng bằng 3. Phép trừ thì em lấy tổng, em trừ đi cái số hạng thứ nhất thì sẽ ra số hạng thứ hai. Như vậy lấy 3 này trừ đi 1 thì sẽ bằng 2. Hoặc lấy tổng, em trừ đi số hạng thứ hai thì sẽ ra số hạng thứ nhất. Như vậy lấy 3, em trừ đi 2 thì sẽ bằng 1. Như vậy là chúng ta vừa hoàn thành xong được bài tập số 1. Sang bài tập số 2 là bài tính này. Ta có 1 cộng với 2 bằng bao nhiêu các em? 1 cộng với 2 thì bằng 3 đúng không ạ? Con ghi số 3 vào. Bây giờ các con lấy tổng này, các con trừ đi số hạng thứ nhất thì nó sẽ ra kết quả số hạng thứ hai, tức là lấy 3 trừ đi 1 thì sẽ bằng 2. Mà lấy tổng, các con trừ đi số hạng thứ hai thì sẽ ra số hạng thứ nhất. Như vậy lấy 3 trừ đi 2 thì sẽ bằng 1. Hoặc là ta ngồi nhận luôn. Đúng không ạ? 1 cộng 1 thì bằng 2, con ghi số 2 vào. Đấy, vậy 2 trừ đi 1 thì sẽ bằng 1. 2 cộng thêm 1 nữa thì bằng 3. Ở đây có phép 2 phép cộng. Trong bài toán có 2 phép cộng thì các em sẽ thực hiện từ trái sang phải. Các em lấy tổng 2 số thứ nhất cộng với số thứ hai được kết quả bao nhiêu, các con cộng tiếp với số thứ ba. Như vậy lấy 1 cộng 1 bằng 2, được kết quả 2 cộng thêm 1 nữa bằng 3. Tiếp theo có 2 phép trừ. 2 phép trừ thì các con sẽ thực hiện từ trái sang phải. Lấy số thứ nhất trừ đi số thứ hai, được kết quả bao nhiêu trừ tiếp đi số thứ ba. Như vậy 3 trừ đi 1 thì bằng 2 này, 2 trừ tiếp đi 1 thì bằng 1 này. Cuối cùng ta có 3 trừ đi 1 cộng 1. Trong bài toán có phép cộng và phép trừ như thế này thì chúng ta cũng sẽ thực hiện từ trái sang phải nhé. Tức là trong một cái bài toán, nếu chỉ có cộng không, chỉ có trừ không hoặc là cộng trừ lẫn lộn thì các con luôn thực hiện từ trái sang phải, chứ không phải ưu tiên cộng trước trừ sau là sẽ sai đấy nhá. Cộng trước trừ sau là sai, mà chúng ta sẽ thực hiện từ trái sang phải cho cô. Con lấy 3 trừ đi 1 thì bằng 2. 3 trừ 1 bằng 2 này, được kết quả 2 cộng thêm 1 nữa thì kết quả chúng ta sẽ bằng 3 nhá. Chứ ở đây bạn nào mà đi làm phép cộng trước, lấy 1 cộng 1 bằng 2 này, rồi 3 trừ đi 2 bằng 1 là kết quả đấy là sai hoàn toàn nhá. Không được phép làm phép cộng trước phép trừ sau, mà có phép cộng và phép trừ hoặc phép trừ phép cộng thì các con luôn thực hiện từ trái sang phải, được chưa? Đấy, thực hiện từ trái sang phải. Như vậy ở đây chúng ta sẽ thực hiện lấy kết quả của cái này này, được kết quả bao nhiêu chúng ta cộng thêm 1. Vậy chúng ta được kết quả 3. Sang bài tập số 3, viết số thích hợp này. 3 trừ đi 2 thì bằng 1. Các con ghi số 1 vào này. Đây là kết quả của phép trừ 3 trừ 2 bằng 1. 3 trừ đi 1 bằng kết quả bao nhiêu, con ghi vào đây. Vậy 3 trừ đi 1 thì bằng 2 này. 2 cộng với 1 thì bằng 3. Các con ghi 3 vào.
2 trừ đi 1 thì bằng 1. Như vậy ở đây có nghĩa số 1 ạ. Cuối cùng sang bài tập số 4. Điền dấu cộng hoặc là dấu trừ vào các cái ô trống này để chúng ta được cái phép tính đúng. 1 thì cộng với 2 để bằng 3, đúng không? Như vậy đây các con điền dấu cộng vào. 3 cộng hay là trừ 1 để bằng 2 các con? Như vậy chúng ta có 3 thì trừ đi 1 thì bằng 2. Đây các con điền dấu trừ này. 2 cộng 1 thì bằng 3. Đây các con điền dấu cộng này. 3 trừ đi 2 bằng 1. Như vậy chúng ta điền dấu trừ này. 1 cộng 1 bằng 2 này, điền dấu cộng này. 2 trừ đi 1 bằng 1 này, điền dấu trừ này. 1 cộng thêm 4 để bằng 5 này, điền dấu cộng này. Và 2 cộng 2 để bằng 4 này. Đấy. Sau bài tập số 5. Ban đầu chúng ta có 3 quả trứng. Ban đầu là chúng ta sẽ có 3 quả trứng. Sau đó có một quả trứng nó đã bị nở ra thành con gà này, đúng không? Nó nở thành con gà. Như vậy thì chúng ta sẽ còn có 2 quả trứng thôi, đúng không ạ? Vậy cái phép toán thích hợp ở đây là chúng ta có 3 quả trứng, ta trừ đi một quả. Một quả mất để thành con gà này. Như vậy chúng ta có là 3 quả là ban đầu này. Bớt đi một quả, trừ đi một quả. Bởi vì một quả này nó đã nở thành con gà. Vậy kết quả chúng ta còn lại ở đây là 2 quả trứng. 3 trừ 1 bằng 2. Sau khi xem video bài giảng, để ủng hộ cho cô thì các em hãy nhớ like video bài giảng, chia sẻ video giúp cô nhé. Lần nào chưa đăng ký kênh thì chúng ta hãy nhấn nút đăng ký các con nhé. Hẹn gặp lại tất cả các em ở các video bài học tiếp theo.